Xin chào các bạn, quay trở lại với trận đấu giữa LGD Gaming và Evil Geniuses Team EG ở bảng đấu bảng D lần này. Đây là coi như là trận đấu gọi là chung kết nhanh thắng của vòng bảng bảng D. Xem đội nào là được trực tiếp đi vào nhanh thắng của Main Event và đội nào phải rớt xuống nhánh thua. Ở group stage vẫn còn cơ hội cho đội nào thua ở trận đấu này để vào nhánh thắng. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng team nào thắng ở trận bo ba này thì sẽ giành một suất vào nhánh thắng, nhánh trên ở Main Event. Và EG đang có tỷ số dẫn trước, đó là 1-0 trước LGD. LGD còn phải thắng cho mình 2 game để có thể vực lại được cái khả năng đó. Thì cũng khá là khó khi mà EG là của một, không phải là một team không phải là đơn giản đâu. Cái lợi thế của việc vào nhánh thắng đó là không phải đánh cái trận đầu tiên bo một ở nhánh thua Main Event, đó là cái lợi thế. Và Doom và Disruptor là sự lựa chọn, hay là sự lựa chọn đầu tiên đến từ bên phía của PPD. CL8 thì chọn ngay cho mình Dazzle cũng như là Tidehunter. Ban ra lượt ban của EG là vào vị trí của Bounty, DP, Phoenix. LGD ban ra Beastmaster, Darkseer, Furion và Razor rồi. DK là sự lựa chọn thứ tư đến từ team EG. Pick thứ 3 cho team LGD sẽ còn những slot như sau, đó là carry, mid và một support. 10 seconds remaining. Invoker. Đó là Invoker dành cho Evil Maybe. Turn to pick. Và bên phía EG đã đáp LGD trả lại với việc đã pick cho Sumail rồi. Earth Spirit cũng đã được lựa chọn cho team LGD. Còn thiếu một hero carry nữa mà thôi. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Có muốn đánh Alchemist hay không? Bot hoàn toàn có thể di chuyển ra một lane khác. Solo bot với Tidehunter cũng là hợp lý, cũng ok. Life Stealer là sự lựa chọn bên phía của EG rồi, vậy là không có Alchemist. LGD sẽ nhắm vào một hero offlane của Bull 3 để ban ra. Hiện tại thì ban khá là nhiều hero offlane, Beastmaster bằng ban Clockwork rồi. Evil geniuses turn to ban. EG sẽ ban vào một hero carry. Có thể, hoàn toàn có thể đó là máy bay hoặc là những hero đang tay dài. Tay dài. 10 seconds remaining. Đừng nói với tôi là pick Raw Ranger cho LGD. 5 seconds remaining. Ten seconds remaining. Nếu pick Raw Ranger cho LGD thì rất khó. 5 seconds remaining. Bạn đã ớt xa rồi. Không biết EG suy nghĩ như thế nào mà họ lại quyết định ban ra con ớt xa này. LGD's turn to pick. Và Lon Roy là sự lựa chọn đến từ team EG. Lon Roy sẽ solo bot trip top đến từ EG. 5 seconds remaining.
Landry solo top, nhưng mà Landry solo top thì bên kia vẫn farm được. Reserve time. Đấu trip này cũng khá hay khi mà có Disruptor với là Doom, nhưng mà lại thiếu stun ở early thì hơi khó để có thể đi đọt được. Lycan. Và Lycan cho team LGD rồi. Bun Ba là người chơi lon rui. Lycan này sẽ là Lycan đã đánh ở vị trí carry, không phải là Lycan đi mid. Bởi vì có Invoker thì không lẽ Invoker đánh safe lane thì hơi kỳ. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Chúng ta cùng đến với game đấu thứ hai giữa Ogre và LGD. Chúng ta có thể thấy thì PPD đang là người cầm Disruptor, Sumail cầm Puck, Bunba cầm Lonrui, AoE 2 cành, 2 ngang, cầm Lifestealer, Doom được chơi bởi Fear. Còn bên phía LGD, MMY cầm Dazzle, Aggressive, cầm Lycan, CL8, cầm Tainter, Zep là người chơi Earth Spirit và Invoker được cầm bởi Maybe. Dazzle đang có một cái set đồ khá là đẹp. Cái tay này không biết là có mắc hay không. Cái tay này trị giá bao nhiêu value đó. Được gift. Khá là đẹp đó. Invoker có cái áo choàng gì đây? Áo choàng mình chưa gặp bao giờ. 30 seconds to battle. Đó là lạ. Ơ sao nước biển thành màu xanh rồi? Sao cái nước này mà màu xanh rồi, xấu quá. Như vậy đi nhìn đỡ hơn nhưng mà nó hơi loẹt. Run dành cho Lifestealer và cho Invoker. Park thì không có run để có thể mua cho được bình máu cho mình. Ôi, bình máu đến từ bên phía của Maybe. Có cái Sentry phát hiện ra được rồi, Sumail sẽ ăn ngay với việc có Tango lăn vào đến từ bên phía của Spirit. Đánh vài hit cho là Sumail khá tốn, nhưng mà ăn Word thì cái lượng regen đến từ Tango là lớn hơn, được gấp đôi lận. Thời gian được nâng lên gấp đôi. Bây giờ thì Sumail mình phải cắn cây đến từ Maybe, trồng cây xuống và ăn cây ngay. Tiếp tục lăn vào đến từ bên phía Spirit. Muốn làm gì đây? Bỏ pha đẩy ọp ra đến từ Sumail. Có mua cây nhưng mình vẫn đã bơm bình máu lên rồi. Không last hit được một cách thoải mái với việc Maybe đi theo đường lửa như thế này. Và chưa kể đó là con đệ nữa, khá là lag. Đợi mình reload lại. Và nước nó vẫn thế. Đây, cái ping nó giảm xuống rồi, ở lát giật hơn rồi. Đây thì Earth Spirit đang nấp để lấy cho mình được lượng level, lượng điểm kinh nghiệm cần thiết. Thì Tidehunter quyết định bỏ lane rồi. Để di chuyển không hợp lý thì Disruptor có thể gửi được Tidehunter về. Tidehunter sẽ vỡ mồm với việc Tidehunter bây giờ đã có skill 3 thì đó là level 3, skill 2. Spirit thì có khả năng chạy về thì có lẽ
lẽ sẽ thoải mái hơn. Sumail lại tiếp tục bơm một bình máu khác. Phải xếp đi để né cái hit đánh của Maybe. Giết vào Maybe hay không? Maybe bây giờ cũng phải bơm một bình máu khác lên rồi. Spirit đang di chuyển ra khu vực mid phía. Có lăn vào phía nhưng mà không được. Có một pha Dustin hay không? Không có Dustin. Phía có một pha đánh lái, đánh vô lăng và né được cái lao vào của Spirit. Sumail vẫn chưa có cho mình bottle. Tốn khoảng 200 tiền với việc mua bình máu như thế này. Chưa có bottle. Sumail đang bị con snap, maybe lăn vào đến từ Spirit. Sumail đang bị Dustin, đó là first blood dành cho Spirit rồi. Sumail không thể nào bay về được. Anh lạng lách đánh võng, anh muốn đánh né được con Spirit nhưng mà đó là bị Dustin, con snap của maybe. Maybe còn chưa thèm sử dụng cái sun strike của mình. First blood dành cho team LGD. Có gì face cho Lifestealer rồi. Còn 6 cái Tango. Sẽ bán Tango sớm thôi. Chả cần Tango làm gì. A Spirit quân 3. Spirit mua cái word cũng như là dày rồi. Còn ở đây thì Titan đang bị chói lòng. PPD vẫn còn cho mình một điểm gửi về. Có gửi về hay không? Gửi không được. Sao chạy quá nhanh. Gửi về. Gửi được về. Đặt cái lồng. Vẫn đã đặt lồng khác đến từ PPD. CL8 đã bị kẹt giữa lồng rồi. Nhưng mà CL8 có chạy được không? Và đẩy shockwave của Doom để kết thúc được mạng của Tantar. Bắt cả mid bị solo kill với Maybe. Maybe solo kill được bắt. Sumail chắc đang cấu làm cách nào đó mà nó lại đang đánh gấu. Phải là muốn giết được mà không phải là chuyện đơn giản khi mà Bulma có với mình skill 3. Ủa đẹp rồi, chạy đi ngay. Ngay hết. Maybe đi theo đường lửa thì lượng đam thì không thể nhỏ tí nào. Mèo có cái word ở đây. Họ thấy được Sumail. Họ biết rằng Sumail đang cố gắng farm. Sumail cũng khá là cẩn thận. Anh mua cho mình hai cái nun và mua một bình máu khác. Có smoke để từ bên phía team Aegir. Spirit đã di chuyển về rồi. Chưa có bắt to. Đẹp ở đây đăng được vào quân 3. Sunshine đã sân. Không được khi mà con gấu đứng kế bên như thế này. Nhưng mà ở mid thì maybe không có gì có thể chạy được. Có Magistic, có Verify, có búp bất tử. Giết được Sumail. Bắt của Sumail rồi. PPD không còn gì để chạy. Đánh rất đau đến từ bên phía của Aggressive. AOE không đủ lượng đam cũng như là đồng đội của anh cũng không đủ lượng đam để giết được maybe khi mà maybe bật magic one rồi verify mmy bút bất tử như thế này. LGD tại Hunter đang sắp có level 6. Có level 6 đồng nghĩa với việc có Ravage. Giao 8 đã có level 6 rồi. Không có gì phải sợ cả. Và bây giờ bên phía team Aegir thì quá phải phụ thuộc vào cái việc sai lầm của Buck, Doom của Fear và quân bì của PPD Disruptor. Doom lên cho mình cái power trade hơi lạ. Thì thường nếu như mình thấy thì Doom sẽ có những cái giày như vậy mana và face, giày máu thôi.
Ít thấy ai lên cái bao chết này gì cho đùm lắm. Tại vì lên về phay thì tăng được lượng tốc chạy, còn lên về máu thì tăng được lượng regen. Đẩy orb lên rồi. Sắp có cho mình cái Midas đến từ maybe có là cho Lycan của Aggressive. Trời ơi, stack cam cho Tide Hunter. Tiếp tục stack. MMY stack được hay không đây? Mình thì mình nghĩ là không. Vẫn được kìa. Trời ơi là trời. Thôi rồi, sao 8 vào an stack. Không được, phải nâng thêm một điểm Kraken sao mới được. Không là không có đủ máu. Sumail có rim coi có sai lần có đây không, nhưng không giết được Tantor đâu. Nhưng mà ở đây thì PPD vẫn chết được PPD với cái Sunstrike của Maybe là quá đau. Push mid đến từ bên phía của Lycan và các hero xung quanh. Ai là người ăn được trụ đây? Đây là Lycan. Bằng thế nào? Tai Hunter lại ăn được trụ. Vẻ hơi hư cấu. Sẽ giúp cho Tide Hunter farm được cái mechan sớm thôi. Có mechan sẽ boost khỏe hơn. Chả cần farm blink làm gì. Tide Hunter sẽ lấy điểm skill này hay skill này. Lấy skill 3 rồi. Farm nhanh hơn, giảm cooldown. Như là lượng đam thì to hơn. Nhưng mà vẫn khá thốn. Có được bơm máu mới được. Tại vì Crunch Health phải được 3 điểm thì mới tăng được cái mấy cái sát ancient này. Tiếp tục xoay. Giao 8 đang cố gắng đem đồ lại. MMY cũng phải bơm mana lên để giúp cho Xiao 8 như là bản thân mình regen được cho Xiao 8. Xong rồi. Đập có mấy khan luôn rồi. Thêm 3 con to này nữa là không may khan. Quá giàu. Chưa kể đó là lượng điểm kinh nghiệm nữa. Lên level 8 luôn. Và MMY có level 7. Lượng tiền và kiểu điểm kinh nghiệm chắc chắn sẽ nghiêng về LGD pha này. Có may khan cho Tide Hunter. Lượng giáp của Tide Hunter bây giờ sẽ là khoảng tầm mười mấy giáp. Khá khó để có thể mà giết được Tide Hunter vì việc giảm 46% đâm vật lý và cái Kraken Shell nữa. Đặng vào bên phía của Fear rồi, đá stun, silent, trừ giáp, bom máu và Fear chắc chắn là sẽ nằm xuống. Lycan là người ăn được mạng của Doom. Midas dành cho Lon rồi. Ăn trụ đến từ LGD, maybe. Rồi Invoker là người ăn được trụ, maybe Midas và đang lên cho mình rum. Quyết định push sớm đến từ AG. Chứ nếu không thì để bên phía LGD push là rất mệt. LGD push thì khỏe đừng khỏi. Có drum, có Vla, có Mekan, trừ Dam. Có buff dam đến từ Lycan, có sói, có đệ. Nhiều hơn hẳn so với AG. Chỉ mỗi con gấu này thôi thì không đủ. AoE có Blightstone nhưng mà push sẽ không nhanh bằng. Vì về đến từ CL8. Không được rồi. TP về đến từ Puck, Puck phải TP. Rất nhiều TP. Đã có drum cho Invoker. Ok,
Spirit đang lên cái gì đây? Có lẽ là Forstaff. Forstaff cũng khá là hay cho Spirit. Nhưng mà thường thì mình thấy sẽ lên cái Earn trước. Tại vì bây giờ LGD vẫn chưa có Earn. Chưa có hero nào có Earn. Ở đây thì muốn bắt vào AoE. AoE đang bị sai lên. Ulti của Spirit vào AoE rồi. AoE đã bật Rage. Đó là Dreamcoin, chúng Spirit, Spirit chắc chắn sẽ nằm xuống pha này với cái Silent của Fuck. Fuck đã giết được mạng của Spirit. Phía đang cố gắng muốn dí vào maybe để đùm. Aristide cũng đã hóa sói rồi. Anh còn Aegis. Phía hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Ông không muốn sử dụng đùm vào đầu của Aristide. Phía không thể nào mà nằm xuống được. Sói chạy quá nhanh. Sói chạy từ 650 tốc chạy lên. Max tốc là 522. Nhưng mà Lycan và Bloodseeker là hai hero có thể phá vỡ cái bức tường tốc chạy đó. Đã có cho mình cái vào Discord cho Park rồi. Dire's middle tower is under attack. Aggressive. Tiếp tục push vào. Sắp mất trụ 2 dưới boss rồi. Ego. Phía đứng trên cao để chờ có thể đâm vào đầu maybe. Phía đang đi ra. Mà con rep lăn vào phía, Silent được phía rồi. Đá stun vào phía. Có bơm Mekan ra đến từ bên phía của CL8. Nhưng rồi thôi, phía cũng phải lùi về. Phía đã sử dụng skill 2 của mình. Bây giờ phía mà mất hết skill 2 thì phía hơi khó để có thể sống sót. Redshift vẫn còn cho mình. Aegis anh đang là người dẫn đầu đang. Có chuẩn bị đá stun. Có cắm Sentry. Thấy được rồi. Và đá stun trúng được ai hay không? Trúng được AoE nhưng mà đó là Rage nên không thể nào hy sinh được. Còn rồi thì vẫn đang cố gắng farm. Mình chỉ mới có cho mình một cái 6 tiền thôi. Còn rất lâu để có thể có cho mình đó là cái Radiance. Network hiện tại thì Evoker đang cao nhất bản đồ. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower has been denied. Spirit đã bị kết thúc. Tại sao cái team anh về thì anh lại không về? Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower. Invoker đã có cho mình cái dây bay rồi. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Radiance tiếp tục push và ăn hết trụ ngoài đến từ LGD. Tỷ số thì vẫn đang chưa có kèo 10 kill. Radiance structures are fortified. Push trụ fortify trụ đến từ EG rồi. Nếu như bây giờ họ tiến vào trụ bạch, ulti đến từ Disruptor. Aggressive còn Aegis sẽ còn vẫn còn Aegis. Bây giờ thì Fear vẫn đã ra đâm vào đầu Xiao rồi. Nhưng mà Xiao khá là trâu. Fear đâm Fear là đâm level 6. Aggressive mất Aegis. Và ở đây AoE đang tiến lên và đánh vào đầu maybe. Nhưng mà bây giờ thì CL8 gần hết đùm. Bên phía EG sẽ phải lùi về, buộc phải lùi về thôi. Mà chưa có Radiant trên người của Lon rồi. Bây giờ thì làm sao khi mà hết Fortify. Spirit đang di chuyển lên rồi. Trọi sói. Còn Mekan. Còn Ravage, còn búp bất tử. Còn rất nhiều thứ vậy là có Earn of Shadow trên Daijo. Sói rồi. Đá stun, chúng được gấu, chúng được bà đàn creep phía sau. Tiếp tục push vào thôi. Được búp máu liên tục đến từ MMY, Daijo MMY. Có vậy mana trên người của khá nhiều hero, 3 hero bên phía LGD. Vậy là không có, bây giờ Aggressive cần phải cẩn thận. Có bơm Mekan hay không?
Vân Vân đã bơm Mekan từ đời nào rồi, đã kéo được về, đã hú đi CL8 cần cho mình ra về. Bây giờ thì chúng được hai hero ở đây thì về chắc chắn là sẽ nằm xuống thôi, không thể nào mà có thể giải quyết được vấn đề gì khi mà hết Doom rồi. Gấu thì vẫn chưa có Radiant, Aggressive đang được regen máu bởi cái ơn. Tiếp tục bơm máu đến từ MMY. Đang được trụ rồi. Game đấu trước thì EG lấy được rắc sớm, và game đấu này thì LGD. Nhưng mà đó là một cái ulti đẹp của PPD, bắt được 3 hero, Mekan tiếp tục được bật lên. Ở đây thì Aggressive cũng đang phải nằm xuống, bắt là người ăn được mạng. Phía bên này thì Maybe còn cho mình nửa máu, CL8 cũng vậy, phải lăn vào đến từ bên phía của Spirit. Anh đã hết đá rồi, hết và đã bị gửi về, đó là Maybe. Maybe đã bị chặn lòng, Envy đi. Không có Dust cũng như không có Senji. Không có Senji hoặc Dust cũng làm sao mà giết được Maybe ở đây. Đang ping 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 ping, rất nhiều ping mang Dust ra đây anh ơi. Đang có muốn dí vào MMY và MMY vẫn TP về được. Chắc chắn một điều như vậy được bất bất tử, đó là Spirit lặn đi và TP về. Điều họ muốn là lấy Rack, nhưng mà chỉ có lấy được chủ thôi, và không có Fortify. Họ nếu như họ muốn thì họ hoàn toàn có thể quay trở lại, hoặc là họ sẽ đợi Aegis. Aggressive có cho mình book 2 rồi. Bây giờ mà có book 3 thì khó lòng mà có thể cho EG có thể đép được. Blon rồi còn chưa có cho mình Radiant. Quân 3 chết gấu liên tục. Cố gắng farm tới quân 3 có giày GG cho Tanta, giảm được lượng cooldown còn 40 giây. Ở đây Sumail bị silent, đá stun nhưng không thành công. Và chỉ với hai hero như thế này là hoàn toàn đó là điều không thể, bất khả thi. Và bị gửi về rồi, đã bị gửi về, chắc chắn sẽ nằm xuống. Ơ, à, vẫn chưa nằm xuống được, bất bất tử, đá stun. Bây giờ sẽ lăn đi, bằng một cục đá làm sao mà lăn đi được xa, bởi vì anh đã sử dụng đá stun rồi. Đẹp ơi, Spirit hóa sỏi đến từ Aggressive. Chào tạm, có blink hay không, không có blink. Khả năng ở đây thì ta anh tờ hơi tiếc cái Ravage, nhưng mà cũng đúng thôi, chỉ sợ là bị, nhưng mà đó là bắt vào BPD, BPD không còn cái gì cả, không còn mana. Bước 3 dành cho Lycan, muốn giết bằng AoE hay chăng? Rune regen và họ đang đợi Roshan. Đang chờ đợi Roshan. Và 11, 12, ulti level 11, 12 rồi. Vừa lên cho cái mình đó là cái sắp lên giấy xanh cho Maybe Fox Staff, cho Aspirate, cho mình. Ở đây thì kiếm chéo cho Lifestealer, Vanguard cho Fear thì phải buộc phải lên Vanguard được 1-3 thì hiện chưa, một Lifestealer đã bị Invoker giết chết khi mà mình đang mặc 8 như thế này, không thấy được. Đổi mình, đổi bad. Dire's middle tower, Dire's middle tower has fallen. Roshan nhanh, có Vlad, có sói, không biết gì Roshan nào. Sói bị đen rất nhiều, đấm bass này, không được mở. Roshan, sói tàn hơn. Sói miết thôi. Nhỏ muốn nhanh nhỉ, mà không, nhưng mà... đã có
xóa cho mình đó là cái Radiant trên người của con ruồi rồi, cái xanh cho Maybe. Aegis lại tiếp tục được Lycan cầm thôi. Bây giờ thì 7k5 network nghiêng về cho LGD. Lượng vàng chênh lệch thì cũng hơn 5k. Lượng network chênh lệch cũng hơn. Ở đây thì muốn bắt vào CL8 mà pha đá stun Ravage Sunshine vào đầu của hai hero. CL8 khá khó để có thể sống được pha này, nhưng mà đồng đội của anh đâu? Và dù nào aggressive đã hóa sói và di chuyển lên muốn đánh vào phe ulti đến từ Raptor. Phe vẫn chưa chết, nhưng mà phe cuối cùng cũng đang phải nằm xuống. Bắc đang bị thả lưới nhưng mà đã có một pha phải ship rồi. Maybe đang bị đánh chọi đến từ bên phía của gấu. Maybe có một pha flash đi. Maybe có chạy được không? Đã bật drum lên rồi. Nếu như cần thiết anh có thể hoàn toàn đoàn đã đổi qua Cold Snap. Hai hero đổi hai hero. David cũng đã được sử dụng. Bây giờ thì phải có một hero bài bác. Không có Remcoil của Buck cũng như là không có cái ulti của Disruptor. Vậy là không push rồi, họ quyết định lùi về. Khi mà Lycan cũng đã thả cả sách, thả tất cả mọi thứ ra rồi. Đang muốn dí vào MMY, MMY vẫn về được. Làm sao? Maybe có gì rồi, mua Blink Dagger là điều chắc chắn. Nếu như cần thiết thì tí nữa thì có BKB cho Lycan cũng như là Invoker thì sẽ quẩy được cả team bên phía Aegir. Khi mà có thể giải được Silence của Buck và đi xuyên Disruptor, đi xuyên skill 2, có lộn skill 3 và ulti của Disruptor. Maybe. TP về top rồi. Network của Invoker đang là rất cao rồi, như là cái đồng đội của anh. Mày cần nó hóa sói, nhưng mà level 15 thôi, cái cooldown của sói sẽ giảm được 30 giây ở level cuối cùng. PVD Sunstrike một phát tí chết, đang mắc lửa một pha Sunstrike là bao nhiêu máu? 500, khoảng 540 máu. Chịu làm sao mà nổi, làm sao chịu cho nổi. Bây giờ thì có Crimson God trên người của Doom rồi, có phá word thôi, có Sentry phá word bình thường. Still là đang ở trong người. Ở đây thì MMY có được vẫn bất tử được. Bây giờ team mình với AG sẽ lùi về, không có ulti đẹp của PPD không ra được ra về, nhưng mà CL8 cũng rất là khá là châu bò, nhưng mà đang bị đâm đó là vào CL8 phải chạy vào này, anh phải chạy. MMY có bút máu hay không? Không có gì được rồi, CL8 chắc chắn sẽ nằm xuống vào này. MMY vẫn còn sống. Bây giờ CL8 đã bị kết thúc và chưa kịp ra cho mình ra về. Ở đây TP về đến từ MMY, BKB đến từ Aggressive, đang đi đến từ bên phía của Spirit, nhưng mà Buck thì vẫn còn ở đây. Phần Staff lên đây lên đồi rồi. Buck có cho mình Blink Dagger hay không? Không có Blink Dagger. Một pha đá stun vào đầu của Doom đã giết được rồi. Ở đây Silent đẩy hợp và giết được Spirit, nhưng mà ở phía sau thì PPD cũng đã phải nằm xuống. 2-3 và đó thì Tide Hunter không ra được ra về. Cái chủ yếu cái pick và ra con Tide Hunter này là chỉ để gọi là hứng Doom mà thôi. Cứ me Tide Hunter mà đâm vào đầu của Tide Hunter thì các hero còn lại sẽ quẩy rất nhiệt tình. Tượng network cũng như là điểm kinh nghiệm dành cho LGD là điều chắc chắn. Khi mà 3 hero bên phía AG nằm xuống, Lone Ruin thì vẫn chưa, Lone Ruin vẫn tiếp tục farm.
Rui là một trong những hero mình khá ngán ngẩm nhất chơi. Suốt ngày đi farm mà thôi. Nào mắc đồ cho gấu con thì mới đi push để đánh nhau. Có Radiant thì chưa đủ để có thể mà đánh nhau sớm được. Có bật smoke đến từ bên phía team LGD rồi. Bắt, bắt phải blink về. Biến về, đẩy off biến về rồi. Không phải là blink mà đẩy off biến về. Ở đây thì Illusion cho Invoker cũng như là để di chuyển lên top với smoke của mình đến từ team LGD. Cắm Sentry. Đẩy vào Sentry. Ở đây thì PPD đang bị silent. AOE đang muốn dí vào sếp. Nhưng mà có một pha phòng sáp đi rồi. AOE sẽ lùi về. PPD game đấu này anh chết khá nhiều, nhiều nhất bản đồ rồi. Ông 6 rồi. Ông 6 8. Maybe thì 2010. 206 cho em quay. Maybe mình lên đây farm. Sẽ lên gì đây? Có lẽ là hack cho Invoker chăng? Mở lăng vào. Đang tìm vị trí của cái hero có thể pha đá sân vào phía. Đá sân được, không được rồi. Bật chúng được phía nhưng mà đó là pha sunstrike. Phía vẫn chưa chết. Bật BKB vẫn cố gắng đánh một hit nữa, không được rồi. Phía đã vào tới nhà rồi, regen bây giờ quay trở ra rồi push. PPD có ult, PPD sẽ đặt ult xuống. Bây giờ thì tay enter. Anh có em ra về nhưng mà anh đã bị gửi về. Tiếp tục là bị silent. Xiao vẫn chưa sử dụng được cho mình hết Aegis cho Lycan rồi. Unstoppable. Đẹp, có một pha hú để cho giết được Spirit. Stoppable cho Sumail. Sumail và Bunba thì chưa chết bạn nào. Sumail thì đang có Unstoppable. Nhưng mà điều họ muốn đó là lấy được cái Barak. Bốn ca tiền nhìn cho Invoker. Ở đây rồi thôi, PPD thôi fail quá rồi. PPD ơi bị gửi về nhưng mà PPD vẫn quay nằm xuống. Biết PPD tự nhiên đi vào đó thì chỉ có cấm quết mà thôi và phá luôn cái quết. Vừa chết và vừa phá, bị phá quết. Đó là gọi là ai hước. Đến từ bên phía của PPD anh đang chết. Không thể dừng chết được rồi. Run and V cho Spirit. Sau khi lầm Rune NV thì anh sẽ đi scout. Có cho mình đó là Shiva, đó là Park có Shiva. Giáp của anh sẽ được tăng lên khá nhiều. Nhưng mà Shiva thì well cũng được nhưng mà chả có thể đép được hiệu quả đâu. Roshan đi, mình sẽ là người cầm Roshan thôi. Anh đang lên cho mình đó là cái AC rồi. Gà thì không có gì, gà này cũng nhiều cái một cái tư. Ở đây thì đang bắt vào xe tắm không chết nhưng mà vâng. Azula lại buộc phải TP về, cầm ngay cho mình đó là cái đề xô. Ở đây thì PPD mình bật BKB rồi thôi. PPD bỏ luôn TP. Phải bật BKB để giết PPD. PPD chết rất nhiều. 0-8-10. PPD không biết phải làm gì. Có 5 cho Doom rồi. Shiva cho Tyhunter. Giờ Tyhunter nó đủ cứng rồi. Mình cũng nghĩ là Tyhunter cần cho mình cái BKB bớt hai lần. Phía anh có cho mình đó là cái Doom. Có Pai và có cho mình Crimson God.
đang bị slow. Chào 8 bật dây GG để chạy ra rồi. Chào có ra về trái công và đã đâm vào chào. Bây giờ thì aggressive đã hóa sói nhưng mà mất Aegis. Mất Aegis và mất sói, sếp không thể nào mà lăn đi được. Thì mà vì bị giữ sân như thế này, CL8 cũng đang được quần sáp đây. Lock lên, bất bất tử vào CL8. CL8 sẽ cắn cho mình, đó là cái chase. Anh sẽ quay trở lại nhưng mà Redship đã phải nằm xuống rồi. Ở đây thì bắt đã phải tự lock mình lên. CL8 cũng phải ra về 5 thành công nhưng mà không phải là 5 mà đó là trừ thằng Life Killer đang raid lên. Mà là maybe đã phải cắm một cái tường băng. PPD đang nằm ở đây, CL8 đang ở giữa vòng quay của địch. Sunshine và Bun 3 cũng đã phải nằm xuống rồi. Dominating nhìn cho bên phía của maybe. Bia vẫn còn sống ở đây thì bật Ghost Captor đến từ Spirit. CL8 đang cố gắng cò quay ở đây. Anh sẽ giúp đỡ bằng những cái pha quay tay đã bất bất tử tiếp theo đến từ MMY vào người của Maybe. Maybe có thể chạy được hay không? Maybe sẽ đổi qua đó là cái NV. Có cái Dust hay là có Sentry gì không? Maybe chắc chắn là sẽ về được pha này nhưng mà CL8 thì rất khó và cũng gửi được về đó là gửi Spirit. Và bên phía của Spirit cũng đã chắc chắn là phải nằm xuống MMY, không biết là có chạy được hay không khi mà Doom có thể đánh một pha đánh không đánh skill 3. Phía đấm vào Q3 vào đầu nó. Phía anh đứng kế bên rồi. Anh hài thật. Để cho em MMY về à. MMY không về được phải. Một đội 4 thì phải. Chính xác là một đội 4 rồi. Máy lạnh mà ai gạt cầu dao mà. Máy lạnh mà gạt cầu dao là nó hư chứ đâu. Ôi, 2000. Ở đây thì đang bị coi snap. Đến vỡ mồm mình hết mana rồi. Fear lock được Fear lên. Mega kill dành cho maybe. Đặt cả tầng băng Fear chắc chắn cũng sẽ nằm xuống pha này. Với việc mở book ra đến từ aggressive. Double kill dành cho maybe. Unstoppable. Life dealer lên cho mình cái default. Mười k network trên lệch cho LGD có lẽ là sẽ là một đều cho trận MOBA này thôi. Đây, bây giờ thì Sumail liên gia với cái C3 và bay vào với cái đẩy ọp. Siêu 8 vẫn không có ra về. Bia đang smoke chờ pha đúng vào đầu CL8. Tiểu bác AC OBKB. Bây giờ thấy được PPD nhưng mà đã đâm vào đầu aggressive nhưng mà đã kịp bật PKB lên rồi. Khó lòng mà có thể em được vào bất kỳ cái skill nào thêm vào. PPD thì nằm ở đây. PPD những pha di chuyển của anh hơi fail. Maybe và Ravage đến từ bên phía của Titan. Maybe đang được bất tử ở đây. Maybe vẫn chưa chết nhưng mà Ravage đẹp đang giữ được khá nhiều hero đây. Bất phải tự lock mình bản thân mình lên rồi. Bất đang cầm jam nhưng mà Maybe đang chờ cơ hội blink vào thả lửa và hack. Có hack được Sumail hay không? Không được rồi, Maybe đang chờ đó là hack. Nhưng mà MMY đã tự bóp bản thân nhưng mà pha đẩy lửa hơi fail nhưng không cần thiết khi mà Buck cũng đã bị đá chết rồi. Nhưng mà Doom cũng đã bị kết thúc. Không có ba bác. Bun 3 đã né được cái lock nhưng mà rồi sao khi mà cái tường băng như thế này lâu rất kinh khủng. Bun 3 cũng đã phải nằm xuống rồi. Không có bác 4 hero bên phía của DMG có lẽ là sẽ push GG luôn. Nếu không GG thì Mega Creep chả có gì cả, sẽ có Life Stealer và Disruptor sẽ sống vẫn sẽ ra đép mà thôi. Life Stealer đâu rồi? GG đã được gọi đến từ EG. Chúng ta cùng chờ đợi đến xem trận đấu thứ 3 thôi. Trận đấu phải nói là lineup của LGD Push thì đừng hỏi. Và Titan là cái pick thứ 2 để hứng đâm. Pick Titan là chính xác là cái pick gọi là hứng đâm thôi.